chuyến xe đưa tiễn chị Đại mình ra phi trường. Hôm nay có Andy làm tài xế. Mấy anh hot boy kia thì anh Toàn thì đi làm. Rồi anh Thiện mình thì không có lái xe được mà có bộ nổi chứng đi về nhà rồi. Anh Thiện mình là loại bộ đi về nhà. Rồi xong bây giờ có Andy đi làm về. Tại vì Andy nó đi làm thì tới chiều mới về. Andy về, Andy làm tài xế. Ok. Rồi bây giờ là chị Đại, anh Mía, anh Thắng, anh Danh. Anh Mía. Bye bye cả nhà. Mr. Mía. 3 tháng sau gặp lại. Bây giờ lên đường về Việt Nam nha. Hẹn gặp cả nhà ở Việt Nam. Dạ. Có công việc đột xuất rất là quan trọng. Chuyện buồn. Chuyện buồn thì chị Đại phải chạy đi về liền. Thì nói chung thôi thì nói tấm mình cũng nói luôn để cho cả nhà chia buồn với chị Dung là ông xã cũ ba của mấy đứa con chị Dung đã qua đời. Thì mặc dù vợ chồng không có sống với nhau, chia tay cũng mấy chục năm hả chị? 23 năm, nhưng chị Dung vẫn nuôi ổng. Ổng bệnh nha, ổng bệnh hồi xưa tới bây giờ giống hết như tình là rồi, nhưng mà vẫn còn nghĩa hết tình, nhưng mà vẫn cái nghĩa chị Dung nuôi ổng rất là chu đáo, rước nuôi ổng, nuôi cho tới ngày ổng bệnh ổng chết. Thì bây giờ ổng chết mà chỉ phải là lật đật lấy cái vé nhanh để chạy về, để kịp để lo hậu sự mai táng. Tại vì bị ổng bị stroke á chị, bị giống như tai biến hả, đột quỵ hả, với lại ổng có bệnh trước tiểu đường này kia, bệnh tùm lum thì nó dễ tiểu đường 20 năm mà bệnh tiểu đường 20 năm gì thuốc không. Dạ, cho nên chị Dung chạy về liền tức thời luôn, chứ theo lẽ là chị còn tính dời vé máy bay ở lại thêm 1 tuần thì mới qua được có 10 ngày à, rồi chị mua một cái vé cấp tốc chị bay về luôn. Thì bây giờ đang cùng nhau chở đi gặp cái trường. Chị mua vé đi nhanh đó hả chị? Đi một chuyến là bao lâu tới bệnh? 24, bây giờ là 6 giờ sáng ngày mai, 6 giờ sáng giờ Việt Nam là tới bệnh. Dạ, yeah, 6 giờ sáng giờ Việt Nam là tới bên Việt Nam rồi. Gặp là trọt cái vô vậy. Tại vì cho từ giả chị Dung. Tại vì từ giả chị Dung cho mọi người thấy. Một người dân bây giờ đưa ra phi trường nè. Ở đây còn sắp tiền lẻ nè, nó không biết nhiêu. Nè, sắp luôn. Nè, cầm nè. Để ngồi chạy xe đi. Cầm thì cũng kỳ. Tiền không cầm cũng kỳ. Thấy vậy sạch lẹ luôn. Không có xài mậy nghe chưa? Chị Dung đi về đó. Ăn uống gì chưa? Ăn gì đâu. Đi ghé đổ xăng nè, thấy ngồi giữa đường nè. Mà giờ này tối rồi sao mà không đi về? Thì ngồi chơi mà, ngồi nhìn mình đánh mặt trời. Rồi, tối rồi, thảm dữ vậy trời. Rồi, không biết gì nữa.
lại đi về đi. Cười gì? Nãy giờ đi ngồi đây có qua lại có gặp người quen chưa? Người quen đâu. Thôi giờ hát tặng bài tiễn đưa người yêu về Việt Nam. Hát tặng nhau bài. Hát người nổi. Thôi hả? Bây giờ chỉ đâu? Chờ đổ xăng nè, chỉ thời gian còn được có 5 phút nữa thôi đó, hát tặng bài đi. Hát tặng bài đi. Cho chị đi. Nếu tình đôi ta dở dang, em hai xem như là một giấc một chiêm bao. Mai sao cùng quên hết, dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau. Em về theo trời mưa mau, yêu nhau từ đầu nào. Mấy mùa trăng lên cao, thiết tha cho mối duyên đầu để tình đôi ta được bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. Giờ tôi cũng muốn nói với chồng tất cả. Ngày hôm nay tôi đạp vào cái cảnh này, tôi muốn nói vì tôi hy sinh cứu tất cả mà tôi đau khổ vậy đó, hãy nhớ kỹ. Tôi mong tất cả hãy nhớ. Đứng đọc, tôi đứng không tất có chồng, những tôi yêu đau khổ. Cứu Phúc liền cái trời. Hãy nhớ kỹ. Vì cái tội Phúc mà. Hãy giải tôi. Thôi bây giờ đi về nha. Tôi tạm khác tất cả. Tôi đủ cái cách đó. Nhớ Dung nói Dung rồi yêu Phúc, cứu Phúc. Mà bây giờ Dung ở Việt Nam không à, sao cứu. Không ai hiểu được cái nỗi khổ của tôi đâu. Tôi nói tôi mỗi cái chồng là tôi yêu Phúc, tôi cứu Phúc liền. Cố gắng nha. Hãy nhớ kỹ. Sao Phúc tôi. Bất cứ ai vi phạm. Chạy Phúc ơi. Tôi biết không bao giờ tôi nghĩ đâu. Lên đựng cái kìa, đừng có nói nữa. Gì nha. Yeah. Kìa, kìa, chị Dung kia tay kìa. Ui, chị Dung lần sau chị Dung qua lên bờ, Dung cưới đó. Dạ, cũng gửi ống rồi. Cũng gửi rồi. Không thì khi nào không được. Không, con người khi mà thoải mái rồi cái gì không được. Đúng rồi. Thật ra Phúc cũng phải tồi tàn gì đâu. Bây giờ chai nước yến nó uống đi, uống cho khỏe gì tôi thấy. Cũng thương mà. Đúng rồi. Phải gánh lấy, cho nên phải gánh chịu. Mong tất cả nhớ gì đó. Anh Phúc ơi, lấy cái gì chai đầu nó bóng bóng hả? Còn nữa, mình cũng nói với anh Đi. Mình với anh Đi cũng là bạn. Anh Đi bạn. Thì anh Đi cũng hiểu chứ. Mà hiểu là được rồi. Mình sống đến ngày hôm nay không phải để cho cha đùa giỡn đâu. Rồi, okay, bất cứ ai vi phạm luôn cái anh Đi. Bye bye, uống nước yến đi nghe chưa? Rồi. Rồi chưa? Quá. Có rồi, chắc là qua. Bây giờ kính đâu, kính đâu. Nó bỏ tiền vô lấy xe biết bỏ không vậy? Đi 9 giờ, đi 11 về 9 về số lẻ không? Ừ. Bỏ được chưa? Ừ, lạnh. Chính hôm nay lấy mấy chiếc đây. Mấy chiếc đủ không? Ba chiếc á. Lấy ba chiếc đi. Trời ơi. Chiếc nữa. Trời ơi gió lạnh quá. Ủa chị không có leo lạnh không vậy? Anh bỏ vô túi đi. Rồi anh cho anh đẩy vô nghe, hằng chứ anh đi đi đậu xe cái nha. Ừ, gió lạnh. Cái vali nữa bỏ lên. Anh mé, đưa anh mé kéo. Cái vali. Bỏ đây nè, bỏ đây nè. Bỏ cái vali nè. Còn thôi cho ông kéo gì nè, đưa đây bấm cho kéo. Đây nha, kéo anh mía à. Ừ, đó. Rồi cho ông kéo đi. Rồi anh nhanh đẩy đi anh nhanh. Ừ, lạnh chết. Kéo, kéo, kéo. Kéo cọng dây, kéo cọng dây. À, rồi buông cái nó xuống. Không nội tụt quần luôn rồi vậy. Đây. Có fan chị Hằng ở dưới kìa. Ủa, có fan của chị Hằng luôn hả? Chị ai về hả? Ơ, vậy hả? Đi theo chiếm bye bye luôn. Có fan của chị Hằng luôn đâu. Có gì chiếm bye bye luôn.
Có fan anh chơi hết thông báo nó có fan của chị Hằng kia dưới đó kìa, hỏi chị Đại về hả? Mới lại cài cái kênh chị Đại kia chị Đại lại biết fan của Hằng Kali. Chị Đại, nhà buồn rồi đó, sao tự nhiên đi nghe đây buồn vậy? Sao tự nhiên nghe đây buồn? Kìa fan nữa, fan của Hằng Kali nữa đó. Phải không? Phải fan của Hằng Kali không? À, đúng luôn, đi về Việt Nam hả chị? Trời ơi, vui vậy, đi với ai vậy? Ồ, đi với cả family luôn hả? Ồ, vậy hả? Thank you chị. Wow, đi Việt Nam Airlines nhanh ha, đi khỏe. Giờ đưa chị Đại đi ra nhà phi trường. Ok chị. Ở ngoài khác hả? Ồ, vậy hả? Ở ngoài khác hơn ở trong hả? Đúng vậy hả? Ông xã chị hả? Hello anh. Dạ em tên Hằng. Em cứ coi Hằng Kali là biết em rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, các bà con đi Việt Nam đông quá hả? Cái nè mọi người ơi, quay cho khán giả mình xem nè, khắp nơi xem nè. Đây là phi trường San Francisco nha. Bà con Việt Nam mình đi quá chừng luôn nè. Đây là khán giả của Hằng Kali cũng đi Việt Nam nè. Đó, đang xếp hàng Việt Nam Airlines luôn hả chị? Vậy là đi chung với chị Đại rồi. Chị Đại về đột xuất. Dạ, tại vì qua theo lễ tính ở tới còn dời ngày để ở thêm nữa, mới 10 ngày có công chuyện ông xã cũ của chị mất á. Dạ, phải chạy về liền để lo đám tang. Dạ. 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 12 giờ máy bay hả? Ờ, 23:55 còn chờ chết em hành lý cũng lâu ha. Thấy rồi. Dạ, đóng thùng mới trơn vậy gọn hả chị? Wow, cái xếp hàng kìa, xếp hàng chờ đến chết em kìa. Quá chừng luôn. Vui quá ha, em thấy đi em cũng nôn nữa. Em thấy đi em cũng nôn nữa. Em nhớ rồi, dạ. Tầng 5 rồi, hai chị em chạy đi kiếm chỗ đậu xe. Lên xong đi xuống, đi xuống, xong rồi lên, đi lên, xong rồi đi xuống. Không, không. Nhân viên này mai nghỉ hả? Mai nghỉ á, mai làm chứ. Mai làm. Mà nghỉ. Đây là mấy anh chàng đi đưa tiễn chị Đại. Mấy ba đi ca. Barica, yeah. Chị Đại phải cầm Barica kiếm đưa được quá mà. Yeah. Làm nhiều quá cũng vậy thôi. Hồi trước còn quá cảnh rồi ha. Còn bây giờ cái mình lên máy bay, cái mình nằm, cái mình ngủ tới chỗ nữa chị. Khỏe ha. Một chuyến một đi. Dạ, một chuyến một, khỏe. Tiết kiệm tiền giờ. Vậy hả? Biết bao giờ được trở về Việt Nam? Biết bao giờ trở về Việt Nam tâm đồng lúa vàng. À, tâm nghe bà đó nghe, nghe biết cái loại ngốc luôn á. Yeah. Xong rồi thôi, các đồng bào hãy đi ngủ. Đồng bào hãy đi ngủ. Cho nghe bản nhạc bắt đi ngủ ghê. Ủa chị Đại đâu rồi? Bedroom, phải hả? Ồ, đi hàng đi bedroom cái. Trời ơi, đang xếp hàng thấy vui, thấy nôn ha. Đông kiểu này. Ừ, đông quá ha. Ghế đầy hết trơn rồi. Thấy vui ha. Vui quá chừng vui ha. Đang xếp hàng chờ check in. Ủa vậy là nãy giờ là mình tới là đã có người ta đã xếp hàng rồi ha. Cu vậy sao luôn. Hello. Tạm biệt cả nhà Hằng Kali. Về Việt Nam đây. Đi ra chia tay sao thấy buồn. Tán lộ. Thấy buồn. Đâu vui mà. Hoa sen. Khóc lóc gì đó. Về cu buồn. Cứng rắn lên. Việt Kim đây là sức chiến đấu rồi. Đã hạ được mấy ông rồi. Giờ tán chọc quá hoài.
gục mấy ông rồi. Là coi như là hạ gục, không phải hạ gục cái gì. Hạ gục tới ông thắng nữa. Xin đầu hàng. Xin đầu hàng. Hunes, Hunes. Hunes. Đó, đeo con trai cầm nè. À, đó, thấy cầm nè. Đó, thấy đeo con trai cầm đứng lên. Anh Danh luôn. Đeo con trai cầm, đeo con trai cầm. Mình chụp kiểu này cái đi nè. Gì nè. Trời ơi, anh đi vô đây, anh đi đứng lên. Trời ơi, đừng nói về chuyện cặp. Là thứ hai nào. Đâu, đâu có chịu thua chị Dung thôi. Ui là ông trời, thiệt hả? Chết rồi, cái này. Cặp đó. Không, cái này là đang cạnh tranh với chị Đại. Bây giờ là ta nói là thắng. Nhỏ thôi. Cái đó nặng hơn. Đây là của ai nặng hơn? Của ai nặng hơn? Đây là bái bi. Đây là bái bi. Đây là bái bi. Mía là chỉ nhỏ thôi. Đây là bái bi. Còn cái này đó đang cạnh tranh đó, thấy chưa? Ta cạnh tranh quyết liệt luôn. Đây là bái bi đó. Cái này là làm danh dụng để dành tiền cưới vợ nha. Phải không dây để cưới vợ không? Nói luôn đi ông Thắng. Không, để cưới vợ. Thưa ông, nếu vậy phải giao cho vợ chứ mình bỏ chạy luôn. Chứ phải không dây để cưới vợ phải không? Con nhiều đeo vô cổ quá để chạy nữa lại. Coi như là người ta sắm cửa để dành đó mà, để dành cưới vợ. Thật sự ra đó là buồn chuyện gia đình, rồi buồn khi xa gia đình của Kali, nhóm của Hằng thì mình cũng rất buồn, nhưng mà buộc là công chuyện cấp bách là phải về thôi. Thì Hằng tất cả những anh chị yêu mến kênh của YouTube Hằng Kali, 4 tháng nữa mình gặp lại nha. Thời gian nó lẹ lắm, như kỳ trước mình qua vậy là cũng 4 tháng mấy. Mau lắm. Mau lắm, bây giờ 4 tháng lại. Mau lắm. Hồi nãy gặp anh Phúc tự nhiên thấy không muốn về. Không muốn về. Thế tội nghiệp ha. Tự nhiên em ngồi giữa đường. Ngồi sắp bằng vậy hả? Cuộc đời. Nãy Dung nói là kỳ này là qua kiếm cua Tây với cua Mỹ. Cua Tây hay cua Mỹ? Cua Tây đó. Cái này qua, cái này qua kiếm cua ta. Cua ta, cua Tây. Thì cua Tây đó. Cái này là qua kiếm cua ta. Đâu cần phải kiếm đâu, mà bữa cũng rước giờ cũng đưa. Không có gì đâu kiếm. Đâu gì đâu kiếm. Đi làm thôi không? Bữa cũng đi rước rồi, bây giờ đưa cũng đi đưa luôn. Anh em ở đây cũng mong chị Đại vớt được anh cu Tây lên bờ, giúp sức với Hằng để đưa anh Phúc trở lại bình thường giống như anh Thiện nữa. Là một cái kêu là gì, cái công đức. Công đức. Nhưng mà em nói với anh Phúc khó lắm, tại vì anh Phúc anh không có được anh hết bình thường rồi. Thật ra anh nói Thiện cũng không có bình thường. Đúng rồi. Dạ, yeah, mấy anh chị ở gần bên ngoài nhiều mới hiểu. Còn ở trên phim á, ở trên phim á thì một đôi khi mà trên cái phim nó một tiếng hay là nửa tiếng các bạn không có hiểu hết bên ngoài. Nhưng thực sự bên ngoài Hằng gánh nó rất là nặng luôn. Thiệt tình luôn, Hằng gánh rất là nặng. Đó, bây giờ message tin nhắn nó cứ đầy tràn trong kiếm. Nói chung ra là anh Phúc giờ hết thuốc chữa. Không có ai mà đem lên bò, không có ai đấy. Anh Phúc thì thôi hết thuốc chữa. Anh Phúc là chỉ có người kề cận kế bên nắm áo suốt ngày luôn á. Đó, còn giống như anh Thiện Hằng giữ bằng phone, bằng điện thoại suốt ngày đây nè. Đó, mà còn muốn chết á mà anh Thiện tỉnh hơn anh Phúc. Tỉnh hơn anh Phúc một chút. Giữ được anh Phúc đó. Cho nên nếu mà anh Phúc mà đem lên phải có. Có được, tại vì em đi về hoài, em đóng ở bên đây thường. Dẫn không theo luôn. Dẫn ra giấy tờ đâu không dẫn. Không, bây giờ em nói thật sự á, có những cô nào mà thật sự có cái tấm lòng yêu thương thiệt mà đem cái tình yêu ra yêu anh Phúc là kéo anh Phúc được hết á. Em nói thiệt đó. Chính ổng cũng nói, ổng nói tự nhiên nếu có một cái tình yêu nào ổng sẽ bỏ được. Tại vì nói vậy chứ em còn công việc nhiều lắm. Lâu lâu qua thì giúp đỡ vậy thôi chứ đâu có ở tấm lòng vĩ đại là cái gì cũng được hết đó. Ví dụ như nếu không vậy mốt dẫn ông đi theo khiên đồ đi đi về về có ổng nào cũng đi theo khiên đồ hết. Ông thí dụ như phải ổng có đầy đủ giấy tờ á mà chị luôn dung lo ở ngoài Việt Nam rồi giữ ổng kế bên á là sẽ được nha. Mấy người còn về làm lại thì thời gian nó lâu, làm cả năm trời rồi. Còn hơn anh Phúc bắt cái tờ hay là bị tịch thu sợ bị tịch thu tại ở tù IAS nó tịch thu là khó lắm, tịch thu là khó lắm.
bây giờ dẫn về được, mày dẫn qua. Dẫn qua không được. Thì đó giờ về, à, đó dẫn về luôn. Bây giờ qua Mỹ này kiếm con chim nào chuỗi lông vết con. Có con nào gãy lông chuỗi cánh không hả? Con Phúc đó. Ông Phúc là giớt ổng là coi như cứu cuộc đời ổng thôi. Dẫn cũng về bệnh nuôi luôn á. Trời ơi. Đi với chị Đại không ngồng sao ta đi với chị Đại người ta phải đeo cộng dây chuyền ra. Cái đây nhường chữ chị Đại lại cho anh Thắng, kêu anh Đại. Giờ kêu anh Đại hả? Quá trời luôn á, anh Đại mình cũng có một cộng dây quá xa là quá xa luôn. Mấy ký á? Mà giờ 24 cái gì nó kiếm tiền để đeo 20 ký nè. Của chị Lại thì 20 cây. Của anh Thắng là khoảng 2 ký. Của anh Thắng là khoảng 2 ký. Nói cho vui mọi người. Đây, nhóm của mấy anh chị em. Anh đi vô đi. Đứng vô chụp chung tắm anh đi. Lọc khẩu trang hết đi ha. Chụp tắm nè. Ok. Thắng ngồi đứng. Cố gắng cười. Cả nhà nên học hỏi theo anh Thắng phấn đấu năm chưa? 2 năm hả? 1 năm. Chỉ có 1 năm mấy thôi. Từ một người sắp sửa rớt xuống suối chứ chưa rớt xuống suối. Mới đeo cục bạc bây giờ xuống. Đã nhà hàng giúp đỡ tìm việc làm giờ rất là đứng vững chính ga đây coi làm gì đứng che hàng lại giờ đó. Thôi dương lên vậy mới vĩnh hứng. Cả nhà đó vĩnh hứng. Vĩnh dê chứ không phải vĩnh vê. Vĩnh dê hồi tôi nói chính ga. Vĩnh dê chứ không phải vê. Chứ không phải vĩnh vê. Vĩnh vê ổng kiện mình. Vĩnh dê đó, dê đó, dê đê á. Thì anh chị nào hãy cố gắng phấn đấu lên. Làm lại từ đầu. Mình nghĩ là nếu mình chịu phấn đấu lên thì sẽ được thành công. Và đây là người em thương nhất là em trai này. Bây giờ giỏi lắm ngay cả nhà. Từng lễ đi mồng 6 ngày. Đó. Lên không bao lâu nay có cái bụng nước lèo. Có một cái hình lên bờ mới có 1 năm. Lên bờ 1 năm bây giờ có thân hình quá tải. 20-30 ký hả? Dữ vậy. 140-150 bây giờ lên 170 mới. Thọ dữ vậy. Đừng lắm á. Đây cô gắng đi làm xuống cái kiếp người đâu phải không? Làm giàu gì đâu. Không. Làm giàu cũng có sao đâu. Thôi cô gắng đi làm để xuống hết kiếp người. Có làm giàu cũng có sao đâu. Ủa ai đẩy giờ giờ đồ lên vậy? Anh Danh. Anh Danh không quả giỏ lần 2-3 giỏ luôn rồi. Nó liệu trai. Trời đất ơi coi nè. Coi nghiệp không? Quả giỏ sách áo là tôi nói cái bài đi thứ 7 mới le luôn chưa được ha. Ừ. Đi về khuya cái mới đi làm có giờ cà mơ chỉ thịt má mai nghỉ mà cũng quen rồi 6 giờ mấy 7 giờ còn anh này thì đi làm cả ngày về đi rồi có buồn ngủ không? Buồn ngủ 11 giờ rồi cà mơ mấy anh còn ngủ được rồi sáng cũng ngủ giờ mai được ngày ngủ mà đến 11 giờ thì đó là 6 giờ mới ngủ ngày còn 5 phút luôn nghe. Ngày lắm cũng không? 12 giờ máy bay á. Để còn số. Chưa chạy vô. Chưa check in. Chưa nộp nha. Mấy giờ check in? Chắc nửa tiếng nữa. Kè nó vô nó đủ hết rồi. Chưa. Ủa tẩn hả thầy? Đến rồi hả? Thầy nhìn thấy cảnh này chưa? Chưa còn đó. Tẩn rồi, khó mùng. Đi.
Nam Airlines. Thằng kia Việt Nam tụng kinh đó hả? Nghe tụng kinh sợ hả? Đây bà con xếp hàng để check-in đi Việt Nam. Cái đít máy bay bỏ mía vô thùng ha, bỏ thùng dùng cái đít máy bay vậy đó ha. Ừ. Bỏ mía vô thùng nha, mía đi Việt Nam đó ha. Ờ, đi cho rồi cháu mãi đó. Your attention please. Federal regulations require that all persons properly wear a facial covering over your nose and mouth in all areas at SFO. Failure to comply. Rồi đẩy lên nha. Vé máy bay của chị Dung đâu? Chị Dung lấy vé máy bay ra chị. Cái khác chị Dung vé máy bay á. Bây giờ thằng Phan thích cô cũng gặp Phan luôn. Phan mắc cỡ mà Phan còn gửi tiền cho mấy anh em nữa để mua đồ ăn nữa rồi sao trời. Đúng rồi, lắm chị ơi, đừng có gì hả, cái này là Phan cứng từ luôn hả? Ờ, vậy hả? Ok, cảm ơn em nhiều nha. Trời coi everyday luôn hả? Trời ơi, everyday luôn. Giống như là kiểu như là phim dài tập. Phim tập. Cho anh này coi anh Thiện chị thử. Ôi, nói chung là không có bỏ cái nào. Không bỏ cái clip nào luôn. Không bỏ clip nào. Coi luôn mình kênh ẩm thực không? Có luôn. Trời ơi, thấy ăn bắt khía. Chị Dung đem qua đó. Nó đào lớp được tới đâu chị? Send đi chưa? 100%. Giờ cái này mình bấm không đúng, nó cứ chạy hoài. Đâu bấm cái nào vậy? Đâu đưa cho em coi giùm.
đúng rồi, dưới đó chị bấm nút này để em bấm đi. Tại không 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 có cái dấu cách đó chị. Hay nè. Tức là nó gửi đi gửi không được là chị sẽ coi trên đây nó có để cái nào mình chưa có sót. À chưa nhập thông tin đi lại. Bây giờ mình khác là mình đi vô máy bay. Mình mới ghi là máy bay. Và số hiệu là VN99 hả? Dạ đa, dạ, không không chính. Mình thử nha. VN99 hả? Dạ có cũng không không chính được. Ờ được rồi đó. Rồi. 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 Nói thông tin ở trên chị chưa điền. Để coi cái nó có rồi. Rồi ập rồi. Rồi xong thành công. Rồi dạ. Giờ màn nữa tí. Trời ơi, dễ thương quá. Cái này là cái này là phải ăn kính thừ luôn á, phải thừ luôn, phải ăn kính thừ luôn mỗi ngày. Rồi rồi đẩy vô xếp hàng ở đây, đẩy vào đây xếp hàng. Đi làm về, đi làm về là coi hả? Ở dưới là em ở Phú Linh hả? Nãy giờ đi đưa chứ cũng coi nữa hả? Không đưa gì chưa, bắt do làm tài khai. Làm tài khai khai xong là vì sao tôi coi nữa? Tại vì tôi phải đi bảy quá tôi mới khai xong. Anh vì sao tôi khùng? Tại vì tôi đi Mỹ tôi biết tiếng Anh, nói với tôi khùng luôn. Tại em biết sao? Lắc đầu hoài á, nó nói tiếng Anh mà nó biết mà lắc đầu hoài tôi khùng luôn. Chạy về sớm đó em. Tính ra là tháng 4 chị mới về phải không? Không, tính ra là qua, đẩy vô trên tháng. Tính qua là do qua chơi 2 tuần có thể ở thêm. Để về sáng đó. Để về sáng đó. Lễ mày hả? Con gái chia buồn với chị nè. À, thêm chưa con? Tết Covid mà là nhập mã Covid nhập nãy giờ mẹ về hàng nhập tiếng hồ chưa xong. Để mà hả? Để vô hả? Đủ nhạc đủ lễ. Ừ. Này bà con nè đang chờ nè quá trình đông luôn, đang chờ quá trình đông luôn. Before ten o'clock. Đi về nói rồi. Tại vì giờ đi cạn về nhà.
Hẹp ơi. Để lên anh bé ơi, anh đi ơi. Chưa, cháu đang ở phi trường. Thấy bà con đi Việt Nam thấy nôn quá. Đông quá trời nôn. Ở bên kia là đi China Airlines, đằng bên kia ha. China Airlines. Hết một kiếp người hay chị? Xong hết một kiếp người. Cái đó đậy nắp hay là hàng kiến chị? Hàng kiến. Hầm cây mà để cái nắp kiến lên cho đạt vậy nó nhìn ra nó. Chị là để vô liệm rồi xong rồi đó ha. Thì để cái nắp kiến lên thôi. Chừng nào ông đạt về nó mới mới đậy lại. Mới đậy rồi. Đạt sáng là nó bay rồi. Cái chuyến bay là chuyến bay vé thường hết, bây giờ nó đi thương gia luôn 7.800. Thiên nghĩa, nghĩa là em nội không? Em nội hả? Đẹp ơi. Đẹp à. Đẹp. À, cho bà con, cô bác mình xem á. À, mùa Covid nhưng đi Việt Nam vẫn rần rần luôn á. Ai nói Việt Nam Covid người ta sợ không dám đi đâu, đi quá trời luôn. Em 40 năm chưa đi về. Đi quá trời luôn. Ông nói sao không? Ông nói tôi nói cho bạn nghe nữa, tôi chết á, bạn nhớ mà rước đủ nhạc cho tôi nha. Ông hả? Em rước đủ, chị rước đủ nhạc á nè, nhạc tay đang thổi nè. Mà nhạc lễ có luôn. Tôi chết bà nhớ rước đủ nhạc cho tôi nha. Dạ. Chị không sợ, chị không nghĩ ông chết mà chị sợ ai em chứ. Má chị. Sao má? Bác khỏe mà, không sao đâu. Sao chị có nhiều tuổi vậy chứ? Hát tiền. Ngày trời thì có thêm một con. Thủy giờ này nó gọi nè. Thủy nè. Thủy. Chị Hằng, chị về chưa chị? Chưa, bây giờ chị đang còn ở phi trường chờ chị Dung check in nè. Chị Hằng, em nói chuyện chị trước được không? 5 phút nữa. Ờ, ok, nói em. Hả? À, không có gì, rồi nói đi. Gửi hành lý xong cái là bắt đầu mới đi vô cửa đó, để cho chị đi vô, đưa chị vô. Vô cửa xong dạ, yeah, chỉ vô cửa xong mình về. Đâu mình đâu có vô làm gì. Tới cái cửa để tiễn chị đi vô rồi mình không vô đó được rồi. Nè, hãng thương gia ở đây nè. Đó, đây hãng thương gia nè. Business class nè. Biết bây giờ gì? Gắn làm thẻ xanh lại đi. Coi cây xin lại được thẻ xanh thì chị dẫn chờ về. Chờ lọt sửa đổi đó chị ơi. Không có lực sửa đổi bây giờ đi xin được. Tại em từ 8 năm em không có bị gì đây được. À, có rồi, em muốn về năm làm với nhỏ với Việt Nam mà không có đủ cơm ăn nữa mà. À, đi rồi, đúng có 10 tuổi rồi chị. Đi dự đi mà nhỏ xíu. Anh đây. À. Có rồi. Chị là thương em nhất. Em mà cố gắng sống hết kiếp người chị đó, em mới khỏi làm chứ đâu phải là
làm giàu mà cố gắng, nhưng con đi làm mình ít kiếm người. Không phải, nhưng làm giàu chị luôn cũng được em. Ai hỏi chị tại sao mà làm hoài, phải không? Chị nói không phải là tôi làm giàu để giàu có hơn ai hoặc là sang trọng hơn ai, nhưng mà tôi không muốn hai đứa con tôi sẽ khổ. Đời tôi bất hạnh rồi, tôi muốn hai đứa con tôi sẽ không bất hạnh, mà tôi không khổ như tôi. Bằng tất cả là tôi dành cho con. Thôi lấy. Nếu đi trong lần nước Mỹ có cần scan này không? Chắc cũng hành bế. Anh dán vải vỏ kinh nữa, tội nghiệp quá vậy. Nó lòng thòng cái vỏ. Rồi kéo kéo cái ra xe đó ra. Rồi đây này hầm hay. Nói quá. Anh mé rồi, mé quay phim. Đi, về đi nhanh lên. Coi coi đó rồi. Việt Nam nè. Ở cỏ đây. Đang chào. Cỏ đây chào. Hồ Chí Minh. Ôi phải chị. Làm gì vậy? Đứng mà tắt đấy. Thằng tử quay kì. Quay trước quay tới, quay xong quay tới. Nếu quay trước quay tới, quay trước quay tới. Một rồi. Tao tôi đi trước nha, trước tôi quay theo xeo xuống nha. Chạm tôi lên trước rồi quay xuống đó. Just fucking up there.
chỉ đi vô hết, còn các cửa ở trong nữa. Cho chỉ vô mấy cửa trong, qua đây không qua. Còn vô trong nữa. Bắt đầu vô còn xếp hàng. Hả? Tám chỉ đi bọc qua.